Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự ngày 18 tháng 12 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 17 tháng 12, Chi cục Bảo vệ môi trường tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường cho cán bộ phụ trách môi trường cấp huyện, công chức địa chính, nông nghiệp, môi trường cấp xã năm 2022. Các học viên tham gia lớp bồi dưỡng được trao đổi bồi dưỡng những kiến thức về luật bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật bảo vệ môi trường, giới thiệu Nghị định số 45/2022 của Chính phủ, quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường. Thông qua lớp học, các học viên được bồi dưỡng chuyên sâu về kỹ năng nghiệp vụ trong công tác xử lý vi phạm đối với các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, kỹ năng nghiệp vụ trong công tác thông tin, thống kê báo cáo môi trường, kỹ năng nghiệp vụ trong công tác truyền thông môi trường. Lớp bồi dưỡng sẽ diễn ra trong 4 ngày, từ ngày 17 đến ngày 20 tháng 12 năm 2022. Năm 2022, giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn huyện Tân Lạc ước đạt trên 1.200 tỷ đồng, tăng 10,3% so với năm 2021. Toàn huyện hiện có 48 doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh, hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thu hút khoảng 960 lao động với tổng nguồn vốn trên 100 tỷ đồng. Trong đó có 20 doanh nghiệp sản xuất, gia công về may mặc, sản xuất chế biến gỗ, vật liệu xây dựng, khai khoáng, còn lại chủ yếu là các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp. Từ sự linh hoạt trong sản xuất, các cơ sở sản xuất này góp phần quan trọng vào tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của huyện, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động. Năm 2023, huyện Tân Lạc tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho các cơ sở sản xuất, các doanh nghiệp, các hợp tác xã, quy hoạch và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư vào các ngành nghề sản xuất sản phẩm từ nguyên liệu tại chỗ như chế biến lâm sản, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, từ đó góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội trên địa bàn huyện. Ước đến hết năm 2022, bình quân tiêu chí nông thôn mới của huyện Kim Bôi đạt 13 tiêu chí một xã, toàn huyện có 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Năm 2023, huyện phấn đấu có thêm 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Bình quân tiêu chí nông thôn mới toàn huyện là 14 tiêu chí một xã. Để đạt được mục tiêu đề ra, huyện Kim Bôi tiếp tục huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, thực hiện các nội dung chương trình xây dựng nông thôn mới, đồng thời đẩy mạnh phát triển công nghiệp dịch vụ, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động nông thôn, phát triển công nghiệp chế biến nông lâm thủy sản, cơ giới hóa trong sản xuất, nâng cao hiệu quả công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, vệ sinh an toàn thực phẩm, tạo môi trường thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, đầu tư sản xuất, kinh doanh, liên kết phát triển các chuỗi giá trị nông sản chất lượng cao nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, sản xuất kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng, trong năm 2022, toàn tỉnh đã chứng nhận an toàn thực phẩm Việt Gáp, Global Gáp, hữu cơ cho gần 2.300 ha sản phẩm rau củ quả các loại, trong đó có trên 1.600 ha diện tích cây ăn quả có múi, 311.000 ha sản phẩm rau các loại và 335.000 ha diện tích cây trồng khác. Diện tích sản xuất nông sản sạch an toàn được tập trung nhiều nhất tại các huyện Lương Sơn, Kim Bôi, Lạc Thủy, Tân Lạc, Cao Phong đã đem lại thu nhập cao, ổn định cho người dân. Để nhân rộng các mô hình hiệu quả hơn nữa, ngành nông nghiệp và các địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn đến người sản xuất áp dụng các tiêu chuẩn Việt Gáp, Global Gáp. Mặt khác, các địa phương cũng cần đẩy mạnh hỗ trợ nông dân lên sàn thương mại điện tử và kết nối cho doanh nghiệp trên hệ thống truy xuất nguồn gốc, qua đó nhằm hướng đến sản xuất nông nghiệp hiện đại, phát triển kinh tế cao cho nông dân, mang đến những sản phẩm an toàn cho người tiêu dùng. Thưa quý vị và các bạn, sau 2 năm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, các cơ sở kinh doanh chế biến trên địa bàn huyện Đà Bắc đang dần thích ứng, đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, chủ động nối lại chuỗi cung ứng, đảm bảo việc làm cho người lao động có thêm thu nhập. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Tại thời điểm này, các cơ sở sản xuất chế biến trên địa bàn xã Cao Sơn, huyện Đà Bắc đang nỗ lực đẩy nhanh sản xuất. Cơ sở sản xuất chế biến gỗ Sam Tiến Dũng đã đầu tư hơn 5 tỷ đồng để trang bị máy móc và dây chuyền sản xuất gỗ Sam với công suất 2.400 tấn một năm. Ngoài việc đầu tư máy móc, cơ sở còn chủ động các phương án để sớm phục hồi sản xuất trong bối cảnh đơn hàng vào dịp cuối năm đang rất dồi dào. Bên cạnh đó, chủ động ký hợp đồng thu mua nguyên liệu giúp cho cơ sở không bị đứt gãy chuỗi cung ứng. Hiện tại, sản phẩm của cơ sở chủ yếu xuất đi các tỉnh Hải Phòng, Quảng Ninh.
để đảm bảo đầu ra cho sản phẩm, cơ sở sẽ tìm kiếm thêm các bạn hàng tại thị trường Trung Quốc. Dù mới quay trở lại sản xuất, nhưng hiện tại, cơ sở đang tạo việc làm cho gần 10 lao động, thu nhập bình quân từ 6 đến 7 triệu đồng một tháng. Trước đây thì em cũng đi làm dưới Hà Nội thì công việc của nó thì cũng ổn định, nhưng mà do cái dịch Covid thì nó cũng bấp bênh, từ thời điểm đấy nó cũng bấp bênh, nó cũng kém, thu nhập nó cũng kém. Đồng lương thì cũng lúc có lúc không, lúc đi làm, lúc thì nghỉ. Về thì cũng có cái xưởng đây thì mở sản xuất ở đây thì em cũng có cái nguồn thu nhập ổn định hơn. Năm 2022, toàn huyện Đà Bắc có 97 doanh nghiệp và 43 hợp tác xã, trong đó có 88 doanh nghiệp và 26 hợp tác xã đang hoạt động. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện từng bước phục hồi ổn định. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 495 tỷ đồng, tăng 3% so với kế hoạch. Các sản phẩm chủ yếu là sản xuất điện, gạch đá các loại, chế biến gỗ, đồ mộc dân dụng. Để đạt được kết quả đó, Ủy ban nhân dân huyện Đà Bắc đã chỉ đạo sát sao các phòng ban chức năng khẩn trương linh hoạt triển khai các giải pháp cũng như cơ chế chính sách về tiếp cận nguồn vốn, giải quyết thủ tục hành chính, hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tiếp cận với các chính sách phục hồi sản xuất của chính phủ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cơ sở sản xuất để giúp ngành công nghiệp sớm khôi phục sau đại dịch. Trước tiên là hợp tác xã đã cố gắng để đẩy nâng cao cái chất lượng, nâng cao cái mẫu mã, hình thức và mở rộng thị trường bằng nhiều kênh bán hàng như tham gia một số là hội chợ được huyện và tỉnh tạo điều kiện tham gia các hội chợ để giới thiệu sản phẩm. Và rà soát cái nhu cầu và các cái chính sách để hỗ trợ đào tạo việc làm và nâng cao hiệu quả kết nối cung cầu lao động và triển khai các thực hiện các giải pháp cấp bách để đẩy nhanh cái mục tiêu sản xuất về ngư nghiệp, nông nghiệp và lâm nghiệp và thực hiện cái kết quả cái chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trong thời gian tới, huyện Đà Bắc sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chính sách của tỉnh về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công. Một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 để tiếp tục phục hồi sản xuất. Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn hơn một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Tại các nhà vườn chăm sóc cho hoa để chuẩn bị cung ứng cho thị trường vào dịp Tết. Phần cuối bản tin thời sự hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu xem cách những người nông dân chăm sóc như thế nào để có thể đem đến những cây hoa đẹp nhất ra thị trường vào dịp Tết. Với nhiều năm kinh nghiệm trồng hoa cúc, gia đình chị Nguyễn Thị Hà ở tổ 6, phường Thống Nhất, thành phố Hòa Bình, năm nay trồng gần 5.000 cây hoa cúc với nhiều màu sắc khác nhau như cúc tím, cúc vàng, cúc trắng. Được biết vào thời điểm cận Tết Nguyên đán, thời tiết có những diễn biến bất thường. Để không ảnh hưởng đến chất lượng của hoa, những ngày này, chị Hà thường xuyên xuống đồng chăm sóc và có biện pháp xử lý để đảm bảo cây hoa nở đúng dịp Tết. Để chuẩn bị cho dịp Tết này là trồng hoa, tôi phải trồng từ lúc cách đây 3 tháng. Thì là câu chăm sóc là năm nay dự báo là Tết năm nay là rét đậm rét hại, tôi phải phòng trừ là cho hoa ra đúng dịp với lại lá đẹp. Năm nay sẽ cố gắng lại sáng nào cũng phải ra tưới để cho những cây hoa nó đẹp mà nó mập được, nó được năng suất nó cao hơn. Cùng với hoa cúc vàng, thú chơi đào của người Việt cũng đã có từ lâu. Người Việt quan niệm màu đỏ thắm của hoa đào tượng trưng cho một năm mới tươi sáng, ấm áp và mang tới nhiều sức khỏe, thành công, hạnh phúc. Trồng đào đã hơn 10 năm. Năm nay, gia đình bà Bùi Thu Phương, xã Mông Hóa, thành phố Hòa Bình có hơn 300 gốc đào, chủ yếu là giống đào phai. Theo bà Phương, đào là loại cây trồng khá khó tính. Để cây phát triển tốt, vừa phải chăm bón, cắt tỉa đúng từng giai đoạn, sao cho hoa đào nở đúng thời điểm. Quan trọng nhất vẫn là phụ thuộc vào thời tiết, bởi đây là yếu tố quyết định hoa nở sớm hay muộn. Với những người trồng đào như gia đình bà Phương, luôn mong muốn có thể chăm sóc những cây đào thật tốt để điểm tô thêm cho mỗi gia đình trong dịp Tết sắp tới. Bây giờ thì như nhà tôi thì bây giờ là năm nay thì thấy thời tiết đã nhiều lúc ấm thì bây giờ là sẽ nở
nở trước rồi, bây giờ tôi thấy khó khăn, nhưng mà thời tiết nó trở lại lạnh thì nó lại ổn định lại. Mà bản thân tôi làm đào thì tôi cũng mong là từ giờ cho đến Tết thì tôi cũng hết sức chăm sóc để có một cây đào để cho khách có một cây đào để chơi trong dịp lễ Tết ạ. Ngoài các hộ trồng hoa Tết thì hiện nay các cửa hàng hoa tươi trên địa bàn thành phố Hòa Bình cũng đã bắt đầu nhập hàng Tết để chuẩn bị cho nhu cầu mua sắm, trang trí nhà cửa. Tết Quý Mão đang đến gần hơn và những người trồng hoa cũng ngày càng tất bật hơn trong công việc chăm sóc cho vườn hoa của mình. Với mong muốn về một cái Tết ấm no đủ đầy, hy vọng rằng những bông hoa Tết qua bàn tay cần mẫn của người nông dân sẽ nở đúng thời điểm để khoe sắc cho ngày Tết thêm rực rỡ. Nông sản chủ lực, nỗ lực tìm đầu ra những tháng cuối năm. Chi tiết về nội dung này sẽ được đề cập trong chương trình thời sự 19 giờ 45 phút tối hôm nay. Mời quý vị và các bạn chú ý đón xem. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Tiếp ngay sau đây như thường lệ sẽ là bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay. Dự báo thời tiết tỉnh Hòa Bình. Khu vực thành phố Hòa Bình nhiều mây, không mưa, trời rét đậm, gió nhẹ, nhiệt độ từ 11 đến 19 độ. Khu vực phía Nam tỉnh nhiều mây, không mưa, trời rét đậm, gió nhẹ, nhiệt độ từ 11 đến 19 độ. Khu vực phía Tây tỉnh nhiều mây, không mưa, trời rét đậm, gió nhẹ, nhiệt độ từ 11 đến 19 độ.